Phạm Huỳnh Anh để lộ vòng 2 giữa nghi vấn mang thai. Sau tin đồn Phạm Huỳnh Anh chính là nữ chính trong buổi tiệc cầu hôn tại bãi biển, mọi động thái của nữ ca sĩ đều gây chú ý. Thông tin Phạm Huỳnh Anh được bạn trai cầu hôn đã gây sốt thời gian qua, chưa rõ danh tính người đàn ông kia là ai. Thế nhưng các thánh soi đã phát hiện thêm loạt bằng chứng nữ ca sĩ đang mang thai. Nguồn cơn xuất phát từ clip nữ ca sĩ trình diễn trong một live show được đăng tải trên YouTube vào cuối tháng 1. Ở một số góc quay, netizen soi vòng 2 của cô to bất thường, khoảng khắc bụng nhô lên khi biểu diễn, càng làm dấy lên nghi vấn Phạm Huỳnh Anh đang mang thai. Ở góc chụp chính diện, vòng 2 của Phạm Huỳnh Anh càng khiến nhiều người tin rằng cô đang bầu bí. Bên cạnh đó, không ít người còn đặt nghi vấn khi nữ ca sĩ có động tác dùng tay xoa vòng 2 gây chú ý. Ngay sau đó, mọi động thái của Phạm Huỳnh Anh thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Lục lại trang cá nhân của Phạm Huỳnh Anh, mới đây dường như cô đã nhiều lần để lộ về chuyện có con thứ ba mà dân tình chưa hề hay biết. Ở những bức ảnh do chính cô đăng tải trong thời gian gần đây, mẹ điểm hai con liên tục có những động tác khéo che chắn vòng hai. Cô còn ôm bụng khi chụp ảnh, đây là hành động thường thấy ở các mẹ bầu. Ngoài ra, từ sau Tết, bà mẹ hai con cũng thường giấu kín vòng hai trong các kiểu váy dáng suôn rộng, nhưng đôi khi cũng để lộ bụng lùm xùm. Mới đây nhất, trong lúc vui đùa cùng cô con gái út ở nhà, dễ dàng nhận ra Phạm Huỳnh Anh tiếp tục chọn góc quay nhằm tránh lộ vóc dáng hiện tại. Tuy nhiên, trong vài giây sơ hở, nữ ca sĩ đã để lộ vòng hai nhô lên khác thường, hệt như những phụ nữ đang mang thai. Đặc biệt, cô con gái nhỏ của Phạm Huỳnh Anh còn có động tác như đang ôm ấp, vuốt ve bụng mẹ. Trước những thông tin trên, nhiều phóng viên đã liên lạc với phía nữ ca sĩ, nhưng người đại diện cho biết hiện Phạm Huỳnh Anh đang bận rộn nên không tiện trả lời thông tin. Chính những chi tiết này, netizen càng có cơ sở tin rằng cô đã mang thai con với bạn trai mới. Nhiều người gửi lời chúc mừng cho mẹ bỉm hai con khi đã tìm được hạnh phúc mới. Thế nhưng thực tế thế nào, phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới rõ. Quý khán giả thân mến, nội dung vừa rồi xin phép được khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã và luôn quan tâm theo dõi kênh. Để tiếp tục ủng hộ chúng tôi, quý vị có thể ấn nút đăng ký và bật chuông thông báo ngay trên màn hình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.